Mái tóc màu đỏ sáng, tựa như màu máu và cũng tượng trưng cho sức mạnh to lớn cháy rực trong người và bản năng của Veres, sát thủ siêu cấp đời mới nhất của hội Ám Hoàng. Trong lúc nguy cấp, Veres đã vực dậy hội Ám Hoàng, giúp Quillen lấy lại vị thế của bản thân. Hội đã qua cơn nguy cấp, nhưng di chứng để lại từ đợt phản loạn là rất nặng nề. Veres cũng luôn thắc mắc về những cái nhìn xa xăm của Quillen, và trên hết, đó là sự so sánh cô với kẻ phản loạn kia về sự giống nhau giữa hai người. Veres, khi ấy còn là thiếu nữ mới lớn, không khỏi phản cảm trước sự so sánh bản thân với kẻ phản đồ. Đặc biệt điều này lại đến từ người mình kính yêu nhất. Vì vậy, cô bằng mọi giá, bất chấp tất cả để trở nên mạnh hơn. Và cuối cùng, Veres quyết tâm thực hiện một nghi lễ ma quỷ, dặn lòng mình không trở thành tay sai của lũ sa đọa. Veres tiến vào căn hầm, nơi dày đặc ấn chú, nơi nàng sẽ gặp một đại diện tới từ vực hỗn loạn. Nghi lễ diễn ra đúng nghĩa một sức mạnh hắc ám. Máu của Veres thẩm thấu khắp pháp trận, chúng bò dọc theo các đường vân chú ngữ lấp lánh ánh đỏ, hệt như lũ mãng xà háo đói đang tỏa ra tìm mồi. Và trên hết, máu chính là vật dẫn mở đường cho hình chiếu của vị khách đến từ một chiều không gian khác. Khao khát trở nên mạnh hơn của Veres đã giúp cô giữ vững tinh thần, hoàn thành pháp trận và triệu hồi được vị khách lạ mặt. Vera, quy lực của Vera rất ma mị và cuốn hút, nhưng không thể làm gì được Veres. Veres quăng cuốn sổ giao kèo vào quần sáng bao quanh bức tượng. Vera, trước khi ả rời đi, thứ còn động lại trong ả chính là nét mặt cùng bá khí khinh người đang tỏa ra từ Veres. Khế ước đã có hiệu lực, siêu sát thủ đầy sức mạnh lộ diện. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.